Xin chào quý vị trở lại Shop Hà Thành Audio Ở chương trình này thì Shop Hà Thành giới thiệu quý vị 4 chiếc đầu cối Đều đến từ thương hiệu Tech Những chiếc đầu cối này đều chạy băng 10 quý vị nhá 2 check, 4 check và băng 10 Là những dòng cối cỡ đại Và trong phân khúc bình dân của Tech Tech thì có rất nhiều mã Đầu 6 thì hôm nay có một số mã như 6300, 60001, 3300 XS rồi là 3340 là đều những là những cái chiếc cối giá bình dân cũng như chất lượng âm thanh thu phát đều tốt quý vị nhé à, thưa quý vị à, nói đến đầu cối là một cái thú chơi cũng khá là tao nhã à, bình dân tao nhã và chất âm analog thì rất là hay và quyến rũ rồi có những bác khách hàng của em ví von rằng là chơi cối thì à, à, biết cách chơi nhạc vàng thì gần như nó là đầu bảng để mình nghe những cái à, nhạc bolero nhạc vàng quý vị nhé còn được ví von như là nhất cối nhì than tam băng tứ đĩa quý vị nhé nếu chơi nhạc vàng cổ nhạc trước 75 pre thì cối nó vẫn hàng đầu à, vì cái thời điểm mà à, những cái hãng băng đầu tiên ở việt nam mình ở nhất là trong sài gòn thì những cái thời điểm đấy những ca sĩ mà thu âm thì đa số là thu âm qua đầu cối băng cối quý vị nhé còn quý vị chơi đĩa than thì cũng là một cái thú chơi ăn rất là hay nhưng mà chơi về những cái dòng ra dòng nhạc nước ngoài thì nó sẽ có nhiều chương trình hơn quý vị nhé. đặc biệt là cuối thì mình có thể chơi thu phát cũng như là lưu được những cái kỷ niệm của những cái uh, bản nhạc rất là hay trước 75 hoặc là sau 75 Ok quý vị, uh, số Hoàng thành xin đi luôn vào cái sản phẩm đầu tiên uh, với cái giá thành hợp lý nhất trong ngày hôm nay, uh, một chiếc đầu tách và đi cùng với một chiếc uh, âm ly uh, Luckman, quý vị nhé. Uh, hôm nay shop giới thiệu luôn trong trình thì nó sẽ có bốn chiếc âm ly men bốn uh, chiếc âm ly cổ Hai chiếc receiver và hai chiếc uh, cổ đến từ thương hiệu Blackman quý vị nhé. À, cũng đều những chiếc đi mà shop đã um, cẩn thận lựa chọn để nó rất phù hợp với những cái dòng nhạc uh, cổ, nhạc trước 75 mà gọi là nhạc analog quý vị nhé. Chiếc cối đầu tiên là chiếc uh, tách A3340. Một chiếc này thì cũng uh, khá là hiếm quý vị nhé. Chiếc này cũng khá là hiếm nhé. Đấy, 3340. À, chiếc này thì ghi rõ luôn là 4 trailer quý vị nhé, 4 kênh nhé à, quý vị có thể là chỉnh riêng của hai đường ra như này đấy nó có rất nhiều nút này thì khi quý vị có đánh đường ra ở trên thì nó sẽ đánh ở cái phần view trên nhé hoặc là đánh chạy 4 view nhé này chiếc tech a3340 thì cũng chạy bằng 10 ở đây nó, nó rất là nhiều cái thì quý vị chỉnh nhé đấy này umun nomen này đấy bằng 4 này bằng 7 bằng 10 này dòng bốn chắc này là cũng dòng cũng là cao lớn vì nhá dòng này là máy nó còn nặng hơn và lớn hơn 6.300 chiếc này nó rất hiếm đấy hàng này là hàng mộc của em về thì vệ sinh và quay luôn cho quý vị trên này nó vẫn còn cái tem của siêu thị quý vị nhé Tech A3340 và cái số series của nó đây mộc nguyên vỏ gỗ rất đẹp nhé mặt phay phay nhôm 4 đồng hồ à, máy này quý vị nhìn thấy thôi nhưng mà nó là máy một chiều quý vị nhé chạy một chiều nhé nó có thêm cái nút này thì quý vị chỉnh khi mà tua nhé hoặc là dừng nhé dừng hoặc chạy nhé đấy, sẽ tốt ở giữa đấy. Thì ở phần trên là phần tua thì còn chạy quý vị gạt trong phía trước này là chạy nhé đấy, 4 view máy bãi mộc mạc quý vị nhé hàng bãi bao bãi bao mộc mạc và bao zin ok quý vị số báo giá luôn với chiếc uh, uh, tech a 3340 chiếc mở hàng số bán quý vị mức giá nhé còn lại chiếc này bán cho mức giá quý vị mức giá là 9 triệu tròn quý vị nhé rất hợp lý luôn 9 triệu tròn à, để ghép với cái chiếc đầu cối trên thì em đang ghép với những cái chiếc loa của Nhật và của châu Âu đánh với chiếc âm ly lúc man 507 quý vị nhé lúc man 507 nhé sò sắt chất âm đánh nhạc cổ rất là hay tiếng mềm nhũ luôn đấy chiếc ly này số bán có vị mức giá là 6 triệu 500 000 đồng cho chiếc lúc man 507 quý vị ở nhà có những cái đôi loa cổ bắt võng hoặc là cái dòng pioneer À, quý vị có thể à, mua cái bộ này về hoặc là mua tách rời nhá, mua đầu cối về để chơi nhá. Thì trong chương trình này nó chỉ có bốn chiếc đầu cối à, đại diện cho băng 10 của tách thôi. Thì quý vị nào mua thì bên shop em sẽ tặng cho quý vị à, hút nhá, hút zin theo máy nhá. Hút zin như cái máy này nó còn cả cái phần đệm ở trong này quý vị nhá, đệm tách ở trong này nhé Phần à, cao su đệm này nhé, Nhiều máy về hàng hàng là không có cái đệm này quý vị nhá. À, vì là rất nhiều cái dòng băng à, bây giờ là băng xương lô gọi là xương sản xuất tại Việt Nam CNC thì cái băng của nó nó sẽ không đều thế nên nhiều máy là người ta sẽ như hãng người ta thiết kế nó sẽ có thêm cái phần 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 chống rung cũng như là phần này để nó tăng thêm để cái tăng cái độ độ chuẩn cho cái băng quý vị nhé mất đi rồi thì mình lắp vào nhiều khi nó sẽ bị chạy nó sẽ bị lệch cạch nhé đấy thì băng bên em hiện tại là có đủ 4 bộ nhé vì là mua thì em sẽ lựa ra đấy, em có băng duy khánh này có băng chế linh thanh tuyền này các bác nào mua máy thì em sẽ tặng hút và tặng một bộ băng bao gồm băng hai hai xương và một băng nhé một chương trình băng là băng tốt đấy giá trị nó rơi vào tầm khoảng 3 triệu quý vị nhé 3 triệu đấy máy tách a 3340 ba giá là 9 triệu tròn và bao zin chạy tốt cũng như là tặng băng xương cho quý vị nhé băng xương hút nó cực kỳ hợp ví rồi sản phẩm đầu tiên thì bên em bao giờ cũng là sản phẩm gọi là nó chạm đáy luôn quý vị chơi Ok quý vị chuyển sang một cái mã cũng là băng 10 Băng 10, 4 chắc Chạy một chiều à, Chiếc này là chiếc 3300 XS quý vị nhé Máy thì nó đẹp lộng lẫy quý vị nhé Nó là đẹp tinh rồi à, Hồi gỗ này, Bằng ươm luôn, Bằng ống à, Chiếc 3300 XS Thì là đời đời sau của đời 3300 X quý vị nhé 3300 X là tiếng rất tốt rồi Đấy. À, chiếc này quý vị thấy là nó đang còn nét nét luôn nhé rất căng luôn BU đẹp căng luôn quý vị nhé này xi cũng như là xương nhôm tháo ra là, là máy móc và sạch tinh quý vị nhé à, xương zin quý vị nhé xương zin luôn ở trong vẫn còn cái chặn này, này cái phần chặn để quý vị chơi đĩa nhé cho nó êm nhé Tech A 3300XS này. Băng 7 xương 10 quý vị nhé Đấy bằng 7 xương 10 nhé chiếc này thì là đặt chiếc đàn anh của chiếc 3300x Đấy, hôm trước em cũng vừa bán một chiếc ở Quảng Ninh chiếc này hôm nay thì sẽ bán cho quý vị hôm nay shop bán cho quý vị với mức giá là bằng giá của 3300x quý vị nhé với chiếc tech A3300x này thì shop này báo giá quý vị mức giá là 16 triệu tròn quý vị nhé 16 triệu tròn nhé à, chiếc này thì uh, Quý mua thì shop vẫn tặng cho quý vị một uh, cuộn băng lựa chọn trong cái cái băng em giới thiệu nhé. Chế Linh Thanh Tuyền, Duy Khánh hoặc là có thể là Mạc Thủy quý vị nhé. Boru mới đều có nhé. Thì tặng cho quý vị xương này và uh, hút. Một đôi xương, một hút và một uh, bộ băng theo yêu cầu quý vị nhé. Bộ băng nhé. 16 triệu tròn quý vị nhé. Cho chiếc đầu cuối tích A3300XS. Đẹp căng này quý vị nhé. Đẹp căng luôn quá nét rồi hàng siêu bãi luôn siêu siêu bãi luôn quý vị nhé đẹp tinh luôn 16 triệu tròn cho chiếc đầu cối Tech a 3300 ba quý vị nhé à, chuyển sang bên này thì em có hai cái bộ uh, nó liên lạc với nhau quý vị nhé hai bộ này là uh, em phối ghép sẵn rồi <laughs> quý vị nào về chỉ việc uh, cắm điện là chơi thôi uh, nó rất phù hợp với những cái không gian nhà cổ những cái uh, uh, phòng khách mà nhiều đồ gỗ quý vị nhé quý vị có thể cũng có thể mua để biếu các cụ nhà mình để các cụ có một cái bộ chơi nó gọi là hoài cổ Đấy, bộ này xem có mã này xếp hình thì quý vị thấy nó chặt chắn luôn rồi nó rất cân đối hài hòa mà giá thành thì em nói thẳng luôn là trong cái dòng phân khúc bình dân quý vị nhé em ghép ở trong phân khúc bình dân thôi không ghép những cái bộ nó quá lớn quý vị nhé ok quý vị với chiếc cối thì là Tech 6100 quý vị nhé Tech 6100 Đấy, hàng bãi quý vị thấy đang là tươi giói quý vị nhỉ đẹp keng rồi đẹp như mới luôn rồi máy móc như con này thì ruột gan sạch tinh quý vị nhé bọn em đã cho vệ sinh cũng như là căn chỉnh chạy chuẩn hết quý vị nhé hút di luôn này. đấy vẫn còn bông chặn ở trong nhé vẫn còn cái cái lớp ở trong này quý vị nhé vị chơi và thì nó rất là chuẩn mà mất cái này đi rồi quý vị lắp băng và nhiều khi những cái băng lô là nó sẽ bị 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 lỏng cái quay cạch quý vị nhé Tech 6.100 Nét căng quý vị nhé Với trực tiếp 6.100 thì số báo giá luôn quý vị trong chương trình này nhé Trước này bán quý vị mức giá là 16 triệu tròn quý vị nhé Giá thì tương đương với A3300 A3, XS quý vị nhé a 300 XS Và phối ghép với chiếc đầu cối Là một chiếc âm đi receiver Solid tape model là 2.000 quý vị nhé Sansui 2.000 cặp đàn em của âm ly Shansui 2000X nhưng mà chơi đầu của chơi băng cối địa than cũng như chơi mọi thứ chơi nhạc cổ cũng rất hay nhé có đầy đủ chức năng lau lớt, bắt tép dòng này thì nó quá nổi tiếng rồi ghép với uh, cối 6.100 à, à, chiếc âm ly thì shop bán cho quý vị mức giá là 9 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé Sansui 2000 9 triệu uh, 500 nghìn đồng và cùng bộ nó nữa là chiếc uh, đôi loa loa này là CF E700 quý vị nhá, E700. Cấu hình thì cũng tương tự như là CF700 và uh, Pioneer A77A quý vị nhá, 77A tương tự nhá. với cặp loa này số bán quý vị mức giá là 8 triệu 500 000 đồng Đấy, vỏ thùng gỗ lạng hết nhé, rất phù hợp Cả bộ này là độc màu gỗ không quý vị nhé, vàng ươm luôn Vàng ươm, 8 triệu 500 000 đồng cho cặp loa À, cả bộ uh, liên lạc này có hơn ba chục quý vị nhé quý vị uh, mua chơi hoặc là biếu tặng rất là đẹp nha uh, nhiều khi những cái đồ vintage này gọi là đồ cổ này thì quý vị về kề, về kê bày nó đã đẹp rồi Đấy. Còn tất nhiên là dòng uh, cối mà bằng 10, bốn uh, chắc như dòng tách uh, như đầu 6 là tiếng tốt lắm này quý vị nhé tiếng rất tốt rồi quý vị nào chơi thì inbox e cho em em sẽ uh, tư vấn review cũng như là sẽ quay test cụ thể từng bộ một nhé Ok bộ cấu hình à, âm ly Sansui xui 2000 thì mức giá là 9 triệu 500 đầu cuối tách A6100 với giá là 16 triệu Đấy, 16 triệu bên em tặng quý vị hút zin này hút zin này à, băng Đấy, xương hai hai xương băng và nội dung băng uh, chế linh thanh tuyền hoặc là duy khánh quý vị nhé okay, quý vị về chỉ có cắm điện và bật là chạy thôi và đôi loa Pioneer CFE 700 với mức giá là 9 triệu 500 nghìn đồng Cả bộ nó trên 30 quý vị nhé Là quý vị chơi quá ok rồi Ok quý vị chuyển sang một cái bộ cấu hình uh, tầm 40 triệu quý vị nhé uh, Với tiêu điểm là đầu cối Tech A6300 Dòng 6300 thì uh, uh, là cái dòng huyền thoại của dòng Tech quý vị nhé Đầu 6 thì 6300 thì quá chất rồi Đấy uh, Em ghép với âm ly Sunshui QRX 3500 là một cái dòng uh, receiver cỡ đại cũng như là bốn kênh quý vị nhé. Quý vị chơi có thể là chơi đầu cối xuống hoặc chơi từ CD. Phải chơi hay, uh, chơi thêm một cặp loa khác nhé. Và một đôi loa CF 700. Loa CF 700. À, CF 700. À, nó đẹp căng này. Cái bộ này quý vị về kê lên thì nó quá ok nhé. Quá đẹp luôn. Trong phân khúc tầm uh, 40 triệu quý vị nhé. Em xin báo giá luôn. À, với chiếc tech a 6300 gọi là hàng bãi đi từ Nhật Bản này gọi là chưa sử dụng tại Việt Nam đang đẹp căng này quý vị nhé nét nẹt này rồi gọi là rất hiếm có vết xước quý vị nhé sạch tinh luôn tech 6300 chạy hai chiều đấy, chạy hai chiều dòng máy gọi là lành nhất trong cái, cái đầu sáu quý vị nhé, là gọi là huyền thoại của đầu sáu rồi à, số báo giá quý vị với chiếc này là số bán cho quý vị mức giá là 19 triệu tròn quý vị nhé 19 triệu tròn à, tặng quý vị đôi hút zin này và một cuốn băng quý vị nhé một cuốn băng bao gồm hai xương vào nội dung nhé và ruột băng nhé ruột uh, uh, băng gan gà quý vị nhé Đấy, băng chuẩn luôn quý vị về chỉ đấu bấm uh, chạy là chơi thôi à, chiếc âm ly receiver có model của sân là QRX 350 quý vị nhé QRX 350 Đấy, QRX 350 hàng bãi gọi là nét bóng như này 4 kênh quý vị nhé chơi 4 kênh luôn À, với chương ly này số báo giá quý vị là 13 triệu tròn quý vị nhé. 13 triệu tròn. À, và phối hợp với một đôi loa. Loa này rất đẹp quý vị nhé. Ô, nét này nét luôn. Đôi loa CF, F, CF700 quý vị nhé. CF700. Khu, khuôn tranh. Này, khuôn tranh. Rất đẹp. Đây là cái phần đề cao Căng zin theo loa luôn quý vị nhé càng zin càng zin rất đẹp mắt lưới này Đấy, mặt lưới hai lớp nhá càng đét luôn đét luôn Đấy, với cặp loa cf 700 đến từ pioneer thì số bà thành báo giá quý vị cặp này là 11 triệu 500 nghìn đồng Đấy, 11 triệu 500 nghìn đồng à, cả bộ này chưa đi 40 triệu quý vị nhá quý vị chơi bộ này thì kê bầy nó quá hành tráng rồi trong phân khúc bình dân thì phối ghép một bộ như này là nó rất hợp lý tiền quý vị nhé. Chứ à, quý vị chơi những cái dòng Tech ba mà quý vị chơi đến loa CS77A 88A Thì uh, giá thành nó lại đội lên quá so với đầu cối quý vị nhá Những cái con 7788 này quý vị nên chơi sang ngã cai 635 hoặc là những cái đời nó cao hơn Thì nó phù hợp hơn với cái cấu hình loa Còn đây em nó phối ghép với cái cấu hình loa âm ly Và đầu cối là giá nó cũng tầm tầm trên trên chục quý vị nhé Quý vị uh, chơi một bộ tầm trung hoặc trên dưới... Trên 30 triệu và dưới 40 triệu là có một bộ gọi là nó vừa hợp ví và chất âm nó lại vừa hay rồi Rất đẹp quý vị nha, loa này nét căng này Loa cối nó quá nét rồi Đấy, Quý vị nào chơi bộ nào mà lựa chọn cái uh, nhạc uh, của ca sĩ nào Thì shop sẽ xin tặng quý vị uh, trong chương trình hôm nay nhá Tất cả các chiếc băng cối hôm nay đều tặng cho quý vị hút này à, Tặng một đôi xương và tặng nội dung chương trình đây quý vị mua uh, mua uh, đầu cối của shop là đã bao gồm húp, uh, hai cặp hút hai cặp xương uh, và nội dung băng quý vị nhé quý vị về chỉ việc chơi và test thôi quý vị chơi sau này có điều kiện quý vị có thể mua thêm các cái nội dung băng khác hoặc là tự thâu băng nhé những chiếc máy này là chiếc máy bãi rất là đẹp ok quý vị uh, như vậy là shop Hà Thành cũng vừa review giới thiệu quý vị bốn uh, chiếc đầu cối hai uh, đôi loa để phù hợp chơi với những cái dòng nhạc cổ và bốn chiếc âm ly à, quý vị cảm mến với những cái sản phẩm nào số hoàn thành ngay vừa quay review quý vị tham khảo quý vị liên hệ shop theo số điện thoại 0388 59 6666 địa chỉ cửa hàng số 3 trung yên 3 của dây hà nội xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới